5 con luôn hả chị? Rồi, hello, xin chào các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình đi siết cá các bạn, siết 50 con luôn. 50 con mini thôi chứ không có gì. Nhưng mà siết 50 con là mình cũng thấy nhiều, mình quay lại chia sẻ với các bạn. Siết về bến xe Hà Tiên nha các bạn. Giờ mình đang ra mình bắt cá. Rồi các bạn, đây là mình bắt 25 em đầu tiên. Gồm những em màu vàng là nhiều. Và em đỏ trắng thì ít, cô hoa cô ít, để lát mình bắt tiếp thâu nữa. Thâu này mình đưa khách coi ok rồi, bây giờ mình đóng oxy trước. Bữa nay mình vận chuyển bằng thùng 40-60, một thùng là 25 em. Thùng này về Hà Tiên thì mình đóng oxy cho được 24 tiếng nha các bạn, là ok, tại chuyển về đó khoảng chừng 8 tiếng thôi, nhưng mà để sáng mai mới lấy. Các bạn, đây là thâu thứ hai, gồm những em Hi, Koyaku và Fullerin thôi. Nói chung là toàn những em Fullerin thôi. Nói chung là cá của mình thì tùy có người thích, có người không nha. Nhưng mà đa số mình chỉ cung cấp cá cho người mới chơi thôi. Người chơi lâu thì họ sẽ có một cái cách nhìn lựa cá khác và sẽ lên cá nhật và mua từng con một. Con này mua thả tết hồ hoặc là mua gì đó thì mua ủng hộ mình thì rất là ok các bạn. Bây giờ mình đóng oxy thâu này luôn nha. Đóng oxy xong rồi các bạn, giờ đóng gói lại chở ra xe cho kịp xe. Sáng sớm rồi các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục quay tiếp cho các bạn xem cái công việc của mình đi liên quan tới cá coi nha. Bây giờ 5 giờ sáng mà trời sáng sưng, 5 giờ rưỡi gần 6 giờ kém rồi các bạn. Bây giờ mình đang ngồi cà phê đợi xe nó giao cám tới các bạn. Giao cám tới rồi mình chở cám về rồi ship cám cho khách gấp. Với lại hôm nay mình có ship cá nè, ship vật liệu lồng, ship máy móc tùm lum luôn các bạn. Mình là cũng quay lại để mình chia sẻ với bạn là những cái sản phẩm đó mình cung cấp như thế nào và có những cái sản phẩm nào nha. Rồi nhiều khi có chúng bạn cần thì ủng hộ mình. Bây giờ mình ngồi đợi xe đó. Về nhà các bạn, mới chở 5 bao cám với lại mớ đồ về xong rồi. Bây giờ soạn 4 cái máy bơm, một cái máy bơm đẩy, bơm thác 25.000, 3 cái bơm tạc 35, 40, 50.000 lít trên 1 giờ các bạn. Cái này là dành cho một hồ đó nha. Bây giờ mình chạy qua Long Điền mình giao cho anh khách đã. Rồi mới giao tới nhà anh khách nữa. Có cái tấm này cho anh phá đã ha. 5 con luôn hả chị? Ủa anh mới đẩy cá đi hết rồi hả? Ủa? Hay là thấy cá khác mà? Cá đó luôn hả? Sao bên này thấy khác rồi ta? Nay cá đẹp hơn thôi. Chỗ này nó lúng lúng rồi. Dạ. Rồi về ở nhà rồi các bạn. Mình có một con cá nó bị lỡ mình mới lỡ cái mỏ thứ hội luôn các bạn. Mình cho các bạn xem nha. Cá này là con cá nhật nha. Mình mới xức thuốc đỏ hôm qua mà hôm nay nó bớt rồi các bạn. Nên bây giờ mình sẽ hướng chỉ cho các bạn thêm một cái loại thuốc, đó là thuốc đỏ để trị những cái vết thương này nữa nha. Mình chưa dùng luôn mà lần đầu mình thử nghiệm, anh kia anh chỉ và mình thấy nó hiệu quả cực kỳ luôn, nên mình chia sẻ với các bạn. Cái mỏ nó hôm qua là nó đỏ lồm luôn các bạn, nó đỏ thấy ghê luôn mà bây giờ nó lợt bớt rồi. Để có gì mình làm việc trong đã, bây giờ mình soạn hàng và giao hàng trước đã. Bây giờ mình đi, mình đang soạn cái giao một bao cái nét luôn các bạn, bao loại to nha, hạt này hạt to. Bao cái nét với lại một cái máy 120 lít trên phút với hai cái vòng sủi bông mai. Để sủi canh nét các bạn. Bây giờ mình cho đi giao cái này trước. Tại bây giờ hàng đơn hàng mình nhiều, mình không có tự đi được nữa, mình phải mướn người. Nhưng bây giờ mình đi bắt cá để giao cho anh khách ở Nha Trang trước các bạn. Em cá 40 cm.
đây cá, trong cá lên trong cái thùng dưỡng lớn này các bạn, một em sang ke lên bắt các bạn xem nha. Rồi đây các bạn, mình bắt ra cho chú này, thì mình gửi cho một chú ở Nha Trang khách quen nha các bạn, mua của mình mấy lần rồi mình cũng không nhớ nữa. Bây giờ chú ấy thêm một con sang ke size 40 các bạn, màu rất là đậm luôn, màu đen rất là đẹp nha, cho cái thau này nó to nữa, màu đen rồi cái phần phân bổ màu nó cũng ok. Cá này thì body nó không được mập, do mình dưỡng con này lâu mà mấy tháng rồi các bạn, chắc cũng 4-5 tháng gì rồi đó, mà được có cái màu của nó lên rất là đều, rất là đẹp. Bây giờ mình đóng gói gửi cho chú ra. Rồi đóng xong rồi các bạn, bây giờ mình đang cho đóng thêm một cái nậm hút đáy và hút mặt gửi bưu điện. Mới làm xong cái hút mặt, hút đáy gắn vào máy bơm rồi gửi về cho một anh khách ở ngoài Hà Nội luôn các bạn. Bây giờ mình đi đóng cám. Đấy các bạn, lúc trước á, là mình không có bán cám S7, mình chỉ bán toàn S5 thôi. Mà nay mình lấy thêm cám S7 về để dành cho những cái anh nhu cầu cá lớn hơn nha. Và có một anh đã đặt rồi nên mình mới lấy về hôm nay thì mình gửi cho anh luôn á. Đang cho gói gửi cho anh luôn. Các bạn mới cho nó gói thêm một cái máy thổi luồng nè, hai cái hút mặt răng nè, hai đơn này giao cho bên giao hàng nhanh các bạn. Hai đơn này đặt ở trên Shopee của mình nha. Các bạn cuối chiều cho mấy đứa nó gói quá chừng luôn. Mình UV 55W nè, chổi 40cm, bút pH nè, hút mặt răng nè, men vi sinh nè, máy thổi luồng nè, rồi bốn cái hút mặt trơn nè, rồi cám S7, bữa nay mình có cám S7 như sáng mình nói rồi, bơm PDH BB 25.000 hút mặt răng nè, máy PDH BB 23.000 là hút mặt răng nè, rồi hút mặt trơn nè. Rồi một ngày mình gửi rất là nhiều hàng COD và hàng chuyển khoản sẵn rồi các bạn, có đơn hàng về Hà Nội nữa. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, có ủng hộ gì mình đó thì cứ inbox Zalo cho mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.